Hello anh em, và chào mừng vì đã đến với channel của mình nha. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad đây. Mình sẽ nhảy xuống khu cảng Gagabon này. Có người ở trong đây rồi, úi rồi. Vừa nói xong thì ông ấy cầm shotgun, ông ấy sóc thằng đến bên này anh em ạ. Nào bạn sóc tiếp đi. Bạn sóc hộ mình này. Rồi, nốc luôn rồi. Cầm sóc nọ mà đứng từ bên thùng bên này để bắn mình anh em ạ. Không hiểu là ông này nghĩ gì. Mình sẽ công sang luôn. Có tiếng chân, đồng đội của bạn ấy ở gần đây rồi. Công luôn anh em ạ. Để phòng một lúc nữa thì các bạn có súng, có S12K nữa. Đây, bạn sóc nọ thì mình cũng sóc, gọi là trả bạn đây. Đâu rồi? Đâu rồi ta? À đây rồi. Đây rồi, này thì vừa được cứu này. Này thì được cứu này. Đây là cái tội sóc nọ không đúng chỗ này. Dám sóc mình à? Bây giờ thì mình qua mình sóc lại đây. Rồi, có tiếng chân tới. Đồng đội của ông này qua rồi. Nào bước qua đi. Mình bước qua đời nhau. Mình bước qua đời nhau. Trời ơi. Bạn bước đi đâu bạn ơi? Mình sẽ cho cả team bạn ăn toàn là sóc lọ thôi. Lại đồng đội qua. Anh giai cuối cùng đây rồi. À chạy chạy bên ngoài này. Rồi, thôi xong rồi. Sóc nọ đón đầu này. Lại ngồi cứu nhau. Nào. Lại ngồi cứu nhau này. Rồi ôi. Một cuộc tình toàn sóc nọ thôi anh em ạ. Cả team bạn ấy chết. Chỉ vì một sai lầm lỡ làng của thanh niên cầm sóc nọ đã phải trả một cái giá quá đắt. Không những là bị clear mà lại còn clear toàn sóc nọ. Đứng đây làm gì này? Một ông. Mình sẽ công tiếp. Lại là sóc nọ đây. Anh dai đi đâu? À thấy mình à. Này 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 thì thấy này. Này thì thấy tôi này. Úi dồi ôi, sóc nọ cứ một viên đi một mạng. Tiếp tục clear thêm một team nữa rồi. Quá đỉnh anh em ạ. Không biết hôm nay ai nhập thánh sóc nọ nào nhập vào mình không biết. Sóc cứ như là nên đồng vậy. Có tiếng chân. Một team công sang rồi. Mình sẽ cho cuộc đời các bạn ăn toàn sóc nọ. Đây rồi. Ăn toàn sóc nọ mà thôi. Gạt luôn này. Ăn toàn sóc nọ thôi. Nào công vào đi. Rồi trên thùng. Một cuộc đời toàn là sóc lọ ạ. Ui giời. Ui sọc có luôn ạ. Đồng thế. Mấy team vậy. Hơi đồng anh em ạ. Công sang rồi. Lại tiếp tục là một cuộc đầy chan sóc nọ này. Một cuộc tình chan sóc nọ ạ. Ba sóc. Gạt luôn này. Như vậy là một team kia chỉ còn một thôi. Mình bắn được 3 tên rồi. Lại chui ra đây này. Ui ơi vẫn nốc ạ. Ui thế là team khác nữa rồi. Ui thế là 4 team anh em ạ. Vãi cả nồi ạ. 4 team. Từ từ đã. Thay đạn xong. Mình lại cho bạn ăn sóc nọ này. Làm sao mà cứu được. Rồi. Như vậy là clear nốt cái team này. 4 team ở trong cái khu vực này đều là mình cho ăn sóc nọ hết là anh em ạ. Ui giời ơi. Một gọi là cuộc tình quá dữ. Đây này. Trong đây vừa lấy mấy thanh niên bắn thính đây. Đâu cái thính đầu ta. Mình cũng nhặt được thính của một thanh niên nào đó. Đâu cái thính rơi đâu nhỉ. À đây rồi đây rồi. Từ đã mình bắn lên. Thôi thì cũng chắc nhặt một cái thôi chứ nhặt gì nhiều. Nhặt một cái. Bây giờ có trong thính có combo gì thì mình xài combo đấy đi. Giáp 3 mũ 3 thì cũng đầy đủ. Mình chắc mình loot xong thì mình cũng đi thôi. Trong này clear rồi. Xịn xò con bò. Groza với ốp thế này thì toang rồi. Top 1 rồi anh em ạ. Ngon rồi. Đi thôi anh em. Mình sẽ đi săn cái thính. Mình sẽ đi tìm thính nha. Trước mặt mình đây rồi. Trong rô hốc anh em ạ. Cái thính ngon lành này. Mình sẽ lên cái đồi cao này để xem là thám thính tình hình trước. Trước khi là ui rồi công nhau rồi. Như vậy là lại có team khác công nhau đây rồi. Quăng bom đả bom nhau các kiểu đây rồi. Đâu rồi. Rồi có một ông viền tường này. Mình sẽ đợi ông này ra ăn cái thính. Chắc chắn là sẽ ra ăn thính rồi. Ăn thính thì mình phơ luôn. Ui sao đã ăn. Ôi. Ăn nhanh thế anh dài. Vẫn họ ăn. Ô, thằng viền tường vẫn còn kìa.
Ôi như vậy là đánh đà cướm anh em ạ. Ôi giời ơi, lại còn cùng thiên na địa võng nữa. Này thì điên na địa võng này. Bạn thử đứng nằm lại một lần xem. À vẫn cố à? Vẫn cố tình đứng này. Ốp đấy bạn, bay đầu. Này thì đứng này, ừ, không vào đầu ạ. Không vào đầu ạ, ui giời ơi. Sao lại không bò đường thẳng cậu ơi. Ui hai cái thính nữa kìa. Ui ngon thế, mình sẽ công luôn cái bọn này. Sau đó thì mình sẽ đi cướp hai cái thính ở kia. Thật rồi, phải công nhanh chóng. Mình nghĩ khoảng 2-3 thằng gì đấy thôi. Lốc 1 rồi. Mấy ông này sẽ cuống lên mà cứu đồng đội thôi. Tại vì mình đẹp thêm một viên mà. Đây này. Này thì ngồi cứu nhau này. Ui ôi, còn hai tên chân. Ui như vậy là còn tận 2 tên. Còn tận 2 tên. Ui ôi, còn 1 chấm máu thôi. Anh ơi, bình tĩnh. Bình tĩnh ơi. Anh gì ơi. Em vẫn còn vợ trẻ con già ở nhà anh ơi. Tất cả đều có hướng giải quyết mà. Đừng đi tìm em nữa. Rồi, đang ngồi cứu nhau rồi. Thời cơ chín muồi. Bơm máu xong thì mình lao vào luôn. Đây này, chắc chắn là đang ngồi cứu nhau mà. Biết ngay mà. Này thì đang ngồi cứu nhau này. Làm sao mà dứt kịp. Không thể nào mà kịp được anh em ạ. Mình nghe kiểu đấy là chắc chắn là ngồi cứu nhau rồi. Easy. Thế là mình clear luôn một cái team này ở đây nữa rồi. Rút qua rồi mình sẽ đi cướp hai cái thính hồi nãy. Ok rồi, như này là đủ rồi. Đi nhanh chứ không là mất hết cả việc anh em ạ. Nhà bao việc. Hai cái thính vừa nãy bắn ở đầu này đây mà tắt khói rồi. Đây này, trong khu này anh em ạ. Không biết là đi chưa đây. À vẫn còn tiếng chân. Đấy, hai cái thính kia kìa. Từ từ đã. Mình phải đứng đây để xác định vị trí của trong này có mấy người đã. Đừng vội. Rồi, hai tiếng chân. Ít nhất là hai ông. Anh em solo squad là nên đừng nên vội nha. Vội là gọi là dễ ỉa chảy lắm. Anh em xem clip của mình ấy thì đừng quên cho mình xin một like nha. Điều đó sẽ giúp kênh mình được đề xuất. Rồi, công ra. Và nhớ là comment cả ý kiến của anh em ở phía bên dưới. Những cái nội dung mà anh em muốn mình làm ấy thì anh em cứ comment, mình sẽ lọc ý tưởng và mình sẽ làm luôn cho anh xem. Rồi, không lan man nữa. Công ra này. Công ra này. Một ông. Rồi, ít nhất là còn hai tiếng chân nữa. Như vậy là ba ông. À, này thì mở góc này. Định mở góc gọi là móc lốp mình á. Đang ngồi cứu nhau này. Đang ngồi cứu nhau này. Mình nghe thấy bạn ra rồi. Nghe thấy tiếng chân xong rồi dừng lại ở cái góc này là chắc chắn là biết là cứu rồi. Như vậy là nốc 3 rồi. Còn một tên trong nhà nữa. Sẽ đang lục cục trên tầng thì phải. Quăng bom cho ù tai thì mình sẽ đẩy lên này. À rồi, như vậy là ở dưới ở bên dưới tầng, dưới chân mình. À đổi vị trí rồi, đổi vị trí rồi. Hello bác tài, bạn đổi vị trí rồi á? Bạn sai rồi. Đây rồi. Này thì đổi vị trí này. Làm sao bạn ngồi im đấy thì may ra bạn chạy làm gọi là bạn chạy là bạn để lộ rồi. Ngon rồi. Mình sẽ tiếp tục đi thôi. Ơ, bên phải có người kìa. Có xe trong nhà luôn ạ. Rồi, lại có tiếp tục có chiến tranh ở đây rồi. Từ từ. Không biết là cùng team hay khác team đây. Các bạn có thể cho mình biết được không? Hello. Do you hear me? Mình sẽ. Đây là hàng khuyến mại nha. Mình khuyến mại chứ mình không lấy tiền đâu. Có tới không? À rồi, bắn nhau rồi. Một ông cầm ốp ạ. Như vậy là trong này hai team. Một team thì ở trong khu nhà, còn một team thì đang ở trên đồi. Cái đầu vẫy lướt qua kìa. Ui, công bom không hiệu quả rồi. Hơi xa anh em ạ, quăng không tới. Mình sẽ nhòm xem team này, team trên ở đâu. Rồi, MK luôn ạ. Không thấy anh em ạ. Rồi, nốc một tên ở trong nhà rồi. Thời cơ chín muồi rồi. Mình sẽ công vào trong nhà. Công vào nhà là công vào nhà. Này, tặng cho bạn. Đây là hàng khuyến mãi nha. Quả này chắc chắn ù tai. Công lên luôn này. Rồi, ù rồi. Có cả sầm mốc cơ. Chuyên nghiệp đấy. Đây rồi. Có cái đỉnh mạnh. Ui, quả bom của bố kia nổ trước ạ.
À đâu, nổ sau. Nhưng mà quả bom của bố ấy quăng gọi là chính xác hơn. Ui phí hai mạng thế. Chậm gọi là 0,1 giây là mình xấy chết hai thanh niên đấy rồi. Các bạn ăn mạng của mình, hai mạng của mình đấy. Các bạn sẽ phải trả giá sớm thôi. Đậu phộng các bạn luôn. Trời ạ, phí thế anh em ạ. Đáng nhẽ là lên 22 kill rồi. Này thì công ra này. Một tên mình bảo mà. Các bạn sẽ phải trả giá thôi. Dám gọi là KS mạng của mình. Vớ vỉn thật. Nào, bước qua. Cạp luôn cho bạn được việc này. Ui dồi ôi, bạn công lên. Công lên thì đúng là sai lầm của bạn rồi. Quá sai lầm. Như vậy là đáng ra mình được 24 kill đấy. Ủa, bò vào rồi. Đi vào bò thôi. Bò hơi thốn anh em ạ. Ui hết xăng. Ui, trước mặt có người bắn luôn ạ. Ui hết xăng đúng lúc thế. Ui bắn ra trong khu nhà này. Bắn nhau trong khu nhà rồi. Ui dã nhau giòn tan. Mình sẽ tranh thủ đẩy vào. Rồi, clear rồi. Như vậy là còn 3 tên. Ui, trên nhà này cũng người này, cái đầu kìa. Mình sẽ quăng bom, tiếp tục quăng bom anh em ạ. Tiếp tục quăng bom này. Ồ thì mình sẽ lên này. Ui. Hai tên. Đâu rồi? Ui, nhảy ra rồi anh em ạ. Có một tên bên ngoài, có một tên ở bên ngoài. Vào nhà rồi. Ui, nó cũng quăng bom mình. Bình tĩnh ơi. Ui, xấy rồi ạ. Này thì đứng ngoài ke tôi này. Này thì chạy tới này. Rồi hai tên, một tên ở bên nhà nữa. À đâu? Đúng không? Ừ đúng rồi. Ôi cái gì đây? Ui trời ơi. Ma. Quả bom nó ù quá. Mình không nghe thấy là tiếng chân ở trong nhà nữa. Ui phí quá. Tí nữa thì top 1 25 kill. Trời ơi, chỉ được có 23 kill, không kịp gạt ông kia nữa chứ. Ok. Clip của mình thì cũng đến đây thôi. Anh em thấy hay thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh nha. Hẹn em ở những clip khác. Bye bye.